hai mọi người, hôm nay thì em sẽ giới thiệu một loại serum dưỡng tóc mà khi sử dụng rồi là không muốn đổi sang loại khác luôn. Đây là serum dưỡng tóc Micen của Hàn Quốc, loại mình dùng là loại dành riêng nha, cho tóc tạo kiểu như là uốn nhuộm sấy nóng, giúp tóc luôn suôn mượt, dễ và mép và không bị gãy rụng. Cảm nhận đầu tiên của mình là mùi rất là thơm nha, nhưng mà thơm dịu dàng chứ không bị nồng nhất. Thoa đều lên tóc và bóp nhẹ một lúc sẽ thấy mái tóc mềm mượt và có độ bóng nhẹ, trông khá là ấm áp. Khi mà mình dùng được tầm khoảng 2 tuần thì mình thấy tình trạng sơ rối, chỉ ngọn cũng giảm hẳn, mái tóc khỏe và giảm nhễ rụng. Về độ lưu hương trên tóc thì dùng serum này giữ mùi được khoảng 2-3 giờ. Một lưu ý khi mà thoa serum đó là mình chỉ thoa ở phần ngọn tóc thôi, tránh thoa gần phần chân tóc nha. Mình dùng sau khi gội và làm khô tóc, hoặc là dùng buổi tối trước khi đi ngủ và có thể dùng được mọi thời điểm trong ngày luôn. Ngoài ra thì dòng serum dưỡng tóc này gồm có 4 màu với từng công dụng khác nhau. Chai màu xám là dòng dành riêng cho tóc nhờn dầu, giúp tóc bồng bềnh chắc khỏe. Chai màu hồng mình dùng là dành cho tóc uốn nhuộm, giúp tóc suôn mượt và mịn. Chai màu cam là dùng được cho mọi loại tóc, giúp tóc phục hồi hương tổn, mềm mượt, chắc khỏe và giảm nhễ rụng. Còn chai màu đỏ giúp phục hồi tóc hương tổn, mềm mượt, chắc khỏe và có hương thơm như nước hoa.